muốn ăn co trắng xinh xinh rủ nhau tắm mát lại đi vào chuồng các bạn. Đấy. Vâng, không vào chuồng đâu, bác nào đang có nhu cầu mua xe nào em ship xe tận nhà các bác nhá. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu những cái mẫu xe màu trắng ngọc trinh này chỉ cần một cuộc gọi alo trực tiếp em ship xe tận giường tận nhà cho các bác luôn. Vâng ạ. Với những mẫu xe phân khúc hạng B, C, D như Hyundai Avante, Hyundai Accent, Mazda 3, Mazda 6 rồi là Lacetti hoặc là Avel. Đấy, những cái dòng xe mà màu trắng ngọc trinh bản sedan hai đầu hiện đang có trong cửa hàng của em ngày hôm nay thì em sẽ đánh riêng ra một dàn như này để em quay báo giá cho các bác xem. Bác nào đang thích cái màu trắng thì có thể tham khảo cái video ngày hôm nay nhá. Đấy, và trước khi vào cái video chi tiết này thì cho em gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể các bác đã luôn đồng hành và ủng hộ cho kênh mua bán ô tô cũ đất Hải Phòng trong suốt thời gian vừa qua. Và bác nào mà chưa đăng ký kênh có thể ủng hộ cho em bằng cách là like kênh, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Đấy, các bác bật chuông thông báo lên để cập nhật cho mình những cái mẫu xe bên em mới về. Và không để mất thời gian của mọi người nữa nhé, thì bây giờ em sẽ đi vào báo giá chi tiết lần lượt những mẫu xe này cho mọi người xem và tham khảo. Giá rẻ nhất tầm trên 100 triệu các bác nhé, giá cao nhất tầm khoảng trên 400. Đấy, đầu tiên đây em giới thiệu cho các bác một mẫu xe Mazda 3 đời 2012. Mazda 3 S đời 2012, động cơ máy 1.6 phiên bản tự động các bác nhé, tư nhân chính chủ sử dụng. Đấy, với giá tiền cho mẫu xe này tầm khoảng 295 triệu đồng thôi. Cho mẫu xe Mazda 3 S đời 2012, một chiếc xe tư nhân gia đình đi nha các bác nhé. Một mẫu xe gia đình sử dụng phân khúc hạng C, phân khúc hạng C các bác. Đây ạ. Nội thất là ghế da nguyên bản từ mới đến giờ. Đấy. Xe thì nói chung là cũng khá là ok. Đấy. Cái này thì tổng thành nội ngoại thất của xe thì nói chung là cũng rất là đẹp cho các bác lựa chọn đúng không ạ? Cái này thì nói chung là nó cũng có va chạm một chút về phần đầu xe. Đấy. Không ảnh hưởng đến cột kèo sắt xi các bác nhé. Gọi như nó có va chạm nhẹ thôi. Đấy, biển của Nghệ An tên tư nhân. Xe này thì có trang bị đầy đủ tính năng an toàn, túi khí, hệ thống phanh ABS, cửa sổ lock đầy đủ hết. Đấy, đây các bác nhé. Đấy, cửa tiền là hơn 200 triệu, 295 triệu đồng. Bao ra tên cho mọi người nhé. Đấy, giá em bao ra tên cho các bác luôn. Bao ra tên cho mọi người. Có hệ thống đèn bi cầu siêu sáng nhé. Đấy, nó có va chạm về phần đầu một chút. Tiếp theo đây em có một chiếc xe Hyundai Avante vừa về. Con này được sản xuất 2013 với động cơ máy của nó là 1.6 phiên bản số sàn tư nhân biển của Hà Nội. Đời 2014 xin lỗi mọi người. Đời 2014 nha các bác nhá. Giá con này là 239 triệu. Đây là phần nội thất của xe đây ạ. 239 triệu đồng, Hyundai Avante đời 2014, một chiếc xe số sàn. Vâng ạ, một chiếc xe số sàn. Con này thì xe vừa mới về các bác nhá. Xe vừa về xong. Đấy, xe phần nội thất của xe này rất là ok này. Đấy, trần nỉ nguyên bản này. Con này thì xe trước kia nó có chạy qua dịch vụ nhé các bác nhé. Xe có chạy qua dịch vụ và không đổi màu. Con này nó không có đổi màu, nó là màu trắng nguyên bản luôn. Trang bị từ khí an toàn, hệ thống phanh ABS. Đấy, dịch vụ em báo dịch vụ. Và gia đình thì em sẽ báo chuẩn ở gia đình. Các bác yên tâm một điều là như vậy. Con này là nó dịch vụ và không có đổi màu. Có khoan đục nhưng mà không đổi màu các bác nhé. Có khoan đục nhưng không đổi màu. Đời 2014, đăng kiểm đến tháng 4 2025, 239 triệu. Còn nếu mà xe gia đình thì nó không có giá này. Gia đình nó dao động tầm khoảng 270 các bác nhá. Nếu mà xe đẹp 214. Vừa rồi em bán một con 214 màu đen gia đình rất đẹp luôn, 270. Tiếp theo đây em có một chiếc xe vừa cập bến tại cửa hàng, một chiếc xe Mazda 6 nhé các bác nhá. Được sản xuất 2015 với động cơ máy của nó là 2.0 phiên bản số tự động. Một chiếc xe full option, cảm biến quanh xe, hệ thống cảm biến quanh xe, hệ thống đèn bi cầu siêu sáng nhé các bác nhá. Hệ thống 4 thắng đĩa này. Đấy, la răng này, đó. Xe thì cực kỳ đẹp rồi, rất là đẹp luôn. Giá chào bán là 425 triệu đồng. 425 triệu đồng cho mẫu xe Mazda 6 đời 2015, full option, cửa lock đầy đủ. Đấy, có hệ thống ga tự động đầy đủ hết các bác nhé. Đó, hệ thống đề lầu slot top, điều hòa auto. Đấy, bao chất, bao đẹp cho các bác. Chống trơn trượt, hệ thống chống trơn trượt đầy đủ hết. Giá chào bán là 425 triệu đồng cho mẫu xe Mazda 6 ạ. Mazda 6 đời 2015. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em. Đấy, hệ thống đèn của nó cực kỳ chất các bác nhá. Đấy, cảm biến chống va chạm quanh xe, hệ thống bô kép đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, bao đẹp cho mọi người, không lỗi lầm gì hết, bao check bao test cho các bác. Các bác có thể test hay check thoải mái luôn. Đấy. Với cửa tiền là trên 425 triệu ạ. Bác nào có nhu cầu sở hữu mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em nhá. Tiếp theo đây em có một chiếc xe, hai mẫu xe Hyundai Avante đời 2013. Đây, một con em rút hồ sơ rồi, một con đeo biển Thanh Hóa nhé.
giá chào bán như nhau và em sẽ bao ra tên cho mọi người luôn. Đời 2013. Đấy. Con này em rút hồ sơ rồi, con kia em chưa rút hồ sơ nhưng đều bao ra tên hết cho các bác. Giá đều bao ra tên với giá là 225 triệu đồng, bao ra tên cho mọi người. Xe đều có qua dịch vụ taxi nhé. Con này dịch vụ taxi rồi các bác nhé. Đây về phần nội thất của xe này. Vâng ạ, 225 triệu Hyundai Avante đời 2013 số sàn. Xe dịch vụ hoàn lương nhưng không có đổi màu. Con này là màu trắng xịn nguyên bản. Đấy, sơn quây, sơn phồm hết rồi các bác nhé. Sơn quây, sơn phồm cả xe rồi. Đấy. Bên cạnh đây cũng là con Avante đời 2013. Con này biển Thanh Hóa này. Con này biển Thanh Hóa các bác nhé. Giá con này cũng là 225 triệu bao ra tên cho các bác. 225 triệu đồng bao ra tên. Nội thất của xe rất là đẹp luôn, rất là sáng các bác nhìn này. Đấy. Đây, nội thất của nó này. Rất là cứng nhá. Trần cũng được bọc trần da 3D nhá. 225 triệu đồng thôi. Bao ra tên cho các bác. Một chiếc xe rất là cứng luôn. Con này thì cũng có qua dịch vụ nhưng mà xe khá là cứng ạ. Xe khá là cứng mọi người nhá. Rất là cứng luôn. Đấy, nội thất ngoại thất của nó khá là cứng. Đấy. 225 triệu đồng ạ. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em nhé. Biển Thanh Hóa ấy thôi nhá. Và bên cạnh đây em có một chiếc xe Cerato. Kia Cerato đời 2017 với động cơ máy của nó là 1.6 bản full clutch. Vâng, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng và bác chủ xe đã rút biển về bấm biển và xe mới rồi. Con này đời 2017 động cơ 1.6 nha các bác nhá. Xe cam kết cho các bác nhá. Đấy, gia đình đi không khoan đục không đổi màu nhá. Đây về phần nội thất option rất là nhiều, trang bị cửa lock đề lộ sẽ là tốt. Hệ thống ga tự động cruise control. Đây phần nội thất của xe. Đấy. Giá chào bán là 395 triệu đồng ạ. 395 triệu đồng cho mẫu xe Kia Cerato đời 2017. Một trong những cái mẫu xe phân khúc hạng C. Đấy, tư nhân chính chủ gia đình sử dụng các bác nhá. Và bên cạnh đây em có một cái mẫu xe Chevrolet Avell, một chiếc xe tư nhân. À, hồ sơ rất cầm tay rồi. Chevrolet Avell đến từ thương hiệu Mỹ. Với động cơ máy của nó là 1.4 thôi. Động cơ 1.4 số sàn các bác nhé. Đây số sàn. Và giá chào bán cho mẫu xe này chỉ có bao nhiêu ạ? 210 triệu đồng thôi. Đấy, 210 triệu đồng cho mẫu xe Chevrolet Avell đời 2017. Một chiếc xe đời rất là cao đúng không các bác? Đời rất là cao nhé. Đấy, nó thuộc phân khúc hàng B thôi. Đó, rộng rãi sedan hai đầu, đời cao mà giá rẻ. Đấy, đăng kiểm dài đến tháng 4 năm 2025. Giá chỉ có 201 thôi. Hồ sơ rút rồi thì bên em sẽ bao ra tên cho các bác. Đấy, hồ sơ rút rồi bao ra tên cho mọi người. Nội thất ghế nỉ nguyên bản coi nhá. Ghế nỉ nguyên bản luôn. Đấy, 201 bao ra tên. Bác nào quan tâm thì alo cho em. Avell hiện tại đang có màu đen nữa nhá các bác nhá. Avell hiện tại đang có con màu đen nữa. Đấy, các bác có thể là tham khảo. Con này màu trắng này. Một mẫu xe Hyundai Accent. Đấy, một chiếc xe bản thiếu thôi. Máy của nó là 1.4, sản xuất năm 2019 với động cơ máy 1.4 số sàn. Giá con này là 325 triệu bao ra tên cho mọi người. 325 triệu đồng Hyundai Avante đời 2019 lận các bác. Đời khá là cao luôn đúng không ạ? Đời 2019 các bác nhá. Đấy, tư nhân chính chủ. Đó. Hồ sơ cầm tay bao ra tên cho mọi người. Các bác không cần làm gì hết. Chỉ cần nhận xe và nhận giấy tờ thôi ạ. Đấy, nhận xe nhận giấy tờ cho con nhá. 325 triệu. Và bên cạnh em có một chiếc xe Hyundai Grand i10. Hyundai Grand i10 đời 2018. Vâng, một chiếc xe đời 2018 số sàn, động cơ máy 1.2. Đây các bác nhá. Sedan hai đầu rộng rãi nhá. 250 triệu đồng. 250 triệu. 250 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai i10 đời 2018 bản sedan hai đầu với động cơ máy 1.2 con nhé. Và bên cạnh đây là một cái mẫu xe. Vâng, là một cái mẫu xe Daewoo Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc phiên bản số tự động. Với động cơ máy của nó là 1.6 nha các bác nhá. Form dáng cực kỳ đẹp. Một chiếc xe phải nói là rất đẹp, máy gầm đại chất các bác nhá. Giá chỉ có 195 triệu đồng thôi. 195 triệu đồng bao ra tên cho mọi người nhá. Đấy, 195 triệu bao ra tên cho các bác. Xe bao đẹp, bao chất cho các bác, máy gầm đại chất luôn. Bác nào có nhu cầu sở hữu xe này thì alo trực tiếp cho em nhé. Đấy. Đây, nội thất của nó phải nói là rất là đẹp luôn. Nội thất rất là đẹp.
có trang bị full option, có cửa sổ trời, toàn hệ thống phanh ABS, để lộ slot tốt đầy đủ hết các bác nhá. Vâng ạ, vừa rồi thì em đã vừa lên sóng trực tiếp cho các bác xem một dàn xe, những cái mẫu xe màu trắng Ngọc Trinh hiện đang có trong cửa hàng của em ngày hôm nay. Những cái mẫu xe sedan hay đầu rộng rãi, còn những cái dòng xe hatchback thì còn rất là nhiều trong khu vực bên trong. Đấy, đây các bác nhé. Đó, cửa hàng em thì hiện tại thì nó cầm tầm khoảng hơn 100 đầu xe tất cả. Các bác đang có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe nào có thể đến cửa hàng trực tiếp để lái thử, trải nghiệm, chạy thử những cái mẫu xe các bác thích. Các bác chưa mua thì có thể là tham khảo, và các bác mua thì cũng rất là hoan hỉ, như là rất mong tiếp đón mọi người tại cửa hàng. Đấy, thì địa chỉ em nằm ngay tại quốc lộ 10 hướng đi về Thái Bình, Quảng Ninh nhá. Các bác có thể ghé qua cửa hàng em và điện alo trực tiếp cho em qua số điện thoại em sẽ ghim trên phần tiêu đề. Đấy, thì một lần nữa thì rất cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ cho em trong thời gian vừa qua nhá. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong cái mẫu gì lần sau ạ.